Đây là khu đô thị Cửu Long, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đây là phía đầu khu đô thị, nằm trên đường 91B. Chúng ta bắt đầu đi vào khu đô thị. Đầu tiên đây là đường số 4. Đường số 4 là đường 2 chiều, nhưng hiện tại chỉ hoạt động 1 chiều thôi. Rẽ vào bên trái là lối đi chính hiện tại đang dẫn vào khu đô thị. Khu này được quy hoạch nhưng có những phần chưa được liên lạc do diện tích đất chưa được khai phá ra hết. Đây là chúng ta đang đi đến đường số 1. Đường số 1 này hiện tại thì cũng tương đối, có một đoạn thì lốc đá. Đây là nhà Ba Tri làm bún. Đây là đoạn làm đá của khu đô thị Cửu Long. Thì đây là cái đoạn mà có những ngôi nhà riêng lẻ, có những ngôi nhà đã xây rồi, thưa thớt, hơi thưa thôi. Đường số 2 mới là đường có nhiều ngôi nhà. Còn cây có âm tùm. Hệ thống đèn đường cũng đã được làm cơ bản. Chúng ta chuẩn bị đến cái đoạn đường rất là dằn ở đường số 1. Đây là những ngày vào tháng 12, giữa tháng 12 năm 2022. Thì giá đất ở đây lên quanh khoảng từ 1 tỷ 6 đến 2 tỷ ngoài. Đây là khu vực mà người ta có điện cao thế đi ngang, và cũng là nằm trong cái làng hoa Bà Bộ, nên người dân ở đây cũng có canh tác hoa. Ban đêm trồng sẽ bật đèn lên để cho hoa phát triển. Chúng ta đang đến đoạn đường tiếp tục là đường số 1, nhưng mà đã được rải nhựa lát đá cũng tương đối tốt. Thưa thớt thì sẽ có nhà dân ở. Đây là nhà 2 tầng kiểu mái Thái. Đây, chúng ta chuẩn bị quẹo qua một đường tiếp theo là đường số 2, nhưng nó bị ngắt quãng. Còn đây là đường số 3. Đường số 3 này thì phía sau có những ngôi nhà bên hông sẽ có 2 mét cặp theo bên hông, dài đến phía sau 14 mét. Phía sau nhà thì sẽ có 1 mét lối thoát hiểm. Đây đa phần là những căn nhà từ 2 đến 3 lầu. Đây là những căn nhà có người ta xây xong cất sẵn để người ta đăng bán. Phía cuối đường thì chúng ta sẽ quẹo phải, tại vì hết đi được rồi, nó sẽ thông qua khu Bình Nhật. Quẹo phải xong, nếu mình rẽ trái thì sẽ thông qua khu Bình Nhật. Rồi, đây là phía cuối của một con đường khác. Ở đây thì đã có 2 căn nhà. Cây cối mọc rất là cao, chưa có được giải phóng hết. Cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện. Ở đây thì những cái đường khác ngoài đường số 4 thì sẽ
xước nó sẽ nhỏ hơn và là đường một chiều. Và tùy khu thì có những khu 4 mét rưỡi dài 14 mét, hoặc là những căn nhà thì bốn bề ngang 4 mét dài 14 mét, nhưng mà nó sẽ có sân bên hông hoặc là tỷ lệ là 5 nhân 12, tức là bề ngang 5 thì dài 12, tầm khoảng 60 đến 63 mét vuông. Đây là video quay vào tầm khoảng giữa tháng 12 năm 2022. Đây, căn nhà cuối cùng đó là họ có cái sân cặp bên hông. Khúc này là người dân chưa chịu di dời đi nên phải quanh co lẩn quẩn chứ không có đi thẳng được. Trong đây, những cái khu trong đây thì có hai dạng. Thứ nhất là dạng khu tái định cư, hoặc là những cái mảnh đất do hợp đồng góp vốn của công ty với chủ đầu tư. Hiện tại thì những hợp đồng góp vốn chưa có được cấp sổ hồng. Trong đây thì cũng có những môi giới rất nhiều. Đây, chúng ta chuẩn bị đi bên phải là đường số 2, chúng ta sẽ bỏ qua để họ đi sau. Tiếp theo cái cọc móc đó là để rẽ vào đường số 3, nhưng nó cũng bị ngắn lại do chưa được giải phóng. Bên đây người ta có chăn bò, có trồng cây cối. Rồi, chúng ta quay lại đường số 4 là đường hai chiều lúc ban đầu. Thì ở đây những căn nhà người ta đang cất lên, đường hai chiều sẽ rất là rộng, rất là thoải mái. Từ cổng khu đô thị đi thẳng vào luôn, không có cần quẹo đâu hết. Nhưng mà khu đô thị này chỉ đi trục chính, hiện tại là đường số 2. Đó, trước mắt là người ta vẫn trồng hoa để người ta bán. Rồi, căn nhà đó tọa lạc trên đường số 3. Còn chúng ta đang đi là đường số 10. Rồi, đây là đường số 2. Căn nhà chữ Mùa Xuân đó là dãy nhà do công ty Cửu Long cất sẵn. Bây giờ mình rẽ phải để đi đến cuối đường số 2 rồi mình quay ra. Đây là đường số 2, đường hiện tại là có chiều dài dài nhất. Có thể đi thẳng một mạch. Đây là nhà thông tin. Đây là cuối đường số 2 thì chúng ta sẽ gặp dây điện cao thế. Nếu mà đi thẳng theo dãy dây điện cao thế thì sẽ thông qua khu dân cư Đại học Y Dược. Sau này người ta sẽ làm một cây cầu để bắc qua. Bây giờ là mình sẽ quay ra chỗ đường lớn thông qua đường số 2. Đây là những dãy nhà 2 tầng, 3 tầng. Ở đây nhà thì có thể được cấp tự do, là muốn cất cái gì thì cất, nhưng mà phải đảm bảo chiều cao và số tầng. Dãy bên phải đây là những căn nhà của công ty Cửu Long cất nhưng mà bị bỏ từ đó đến giờ. Đây là khu Cửu Long, thì so với giá hiện tại thì khu Cửu Long có diện tích và giá cả rất là mềm, tuy chưa cấp sổ đỏ. Khu Cửu Long theo quy hoạch thì hình như cũng có chợ và cũng có công viên, hy vọng là sẽ có.